Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi về tướng số trên kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử vi về nhân tướng học xem tuổi sinh con trong năm 2022. Với vợ chồng quý bạn đang có dự định sinh con trong năm 2022 thì không những là không biết phải xem tuổi sinh con trong năm 2022 thì sinh vào tháng nào thì tốt, và sinh con về mệnh gì, hay sinh con trong năm 2022 thì hợp tuổi với bố mẹ hay không. Và để giải đáp những thắc mắc này thì chúng tôi đã xây dựng nên công cụ xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ. Từ công cụ này thì quý bạn có thể kiểm tra xem mệnh của bé sinh năm 2022, kiểm tra tuổi vợ chồng bạn sinh con năm 2022 có tốt không, và năm 2022 nên sinh con vào tháng nào. Vậy để muốn biết được mình có hợp tuổi để sinh con trong năm 2022 thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về việc sinh con trai trong năm 2022 thì sinh vào tháng nào là tốt và để cho khỏe mạnh và giỏi giang. Về phần 1, thứ nhất là về nội dung chính thì sinh con trai trong năm 2022 có gì là tốt. Thứ hai là sinh con trai trong năm 2022 thì hợp với bố mẹ tuổi nào và mệnh nào, và theo ngũ hành thì hợp với ngũ hành nào, về theo thiên can thì hợp với thiên can nào, theo địa chi thì hợp với địa chi nào, và sinh con trai trong năm 2022 thì tháng nào con khỏe mạnh và giỏi giang, còn sinh con trai thì thành công hay là kết hợp giữa tử vi và khoa học chuyên sâu. Về theo tử vi của mỗi người, nó giống như là một màn kịch của bản số mệnh. Với mỗi người sinh ra đều có một số mạng riêng. Với các bố mẹ khi có kế hoạch sinh con nói chung và sinh con trai năm 2022 nói riêng, đều mong con cái của họ có một lá số tử vi tốt đẹp. Nam là nhâm dần thì có đặc điểm chung là gì? Oai hùng nhất và kiên cường, nó tượng trưng cho quyền lực. Cũng giống như một mệnh là chúa sơn lâm của chốn rừng xanh. Với mỗi tháng sinh đều có những đặc điểm và vận mệnh khác nhau, và bài viết sẽ cung cấp cho bạn về vận mệnh tuổi nhâm dần ẩn chứa từng tháng sinh trong năm 2022 để có thể lựa chọn đúng nguyện vọng và mong muốn của bố mẹ. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là sinh con trai trong năm 2022 có tốt hay không? Với người tuổi dần thì đứng thứ 3 trong 12 con giáp với một hình tượng là chúa sơn lâm. Với người tuổi dần là những người có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, càng khó khăn họ càng phấn đấu vươn lên. Với người sinh năm này hay có tính kiên cường, không chịu lùi bước trước khó khăn, với việc gì họ chưa làm xong thì không chịu ngừng nghỉ. Với tuổi dần trong năm nay là tuổi nhâm dần, về thiên can là nhâm dần mà địa chi thì là dần. Với người sinh từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 22 tháng 1 năm 2023 là dương lịch, thuộc mệnh kim là kim bạch kim, có nghĩa là vàng pha bạc. Về niên mệnh là năm hành thuộc thổ, năm nhâm dần, quá lâm chi hồ là hổ trong rừng, thuộc cung là cung khôn, có nghĩa là đất, với con nhà bạch đế phú quý, xương con cọp và tướng tinh con ngựa. Với ông tử vi độ mạng thường nói là tương sinh hành thổ và hành thủy, tương khắc là hành hỏa và hành mộc. Về hướng tốt là đông bắc sinh khí, tây bắc thiên ni, tây nam là phục vị. Còn về công danh của người con trai nhâm dần là có khả năng tự mình gây dựng những cơ đồ, được quý nhân phù trợ, giành được thành quả mỹ mãn trong sự nghiệp, có khả năng tổ chức rất xuất sắc và gia đạo sung túc,
gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời, sự nghiệp sẽ hoàn toàn vào năm 34 tuổi trở đi. Con trai Nhâm Dần là có tính cách cẩn thận và thận trọng, không đưa ra quyết định vội vàng cho những lựa chọn của mình và vẫn có thể kịp thời không bỏ lỡ thời cơ, dù có nguy hiểm cũng kịp thời chuẩn bị trước, khá kín kẽ và có tác phong thẳng thắn, dám nói dám làm. Với nam tuổi Nhâm Dần là có thiên can là mang chữ Nhâm thì có các sao Thương Liên, Hóa Lộc và hai sao thích hợp với các vị trí cao. Nó thuận lợi cho môi trường giáo dục, y tế với dáng dấp thanh tú và lối nói chuyện vui vẻ, rất được lòng người. Với chú hổ Nhâm Dần sẽ có những cơ hội thành đạt khi từ lúc còn trẻ. Nếu sinh con trai trong năm 2022, còn có tử vi là tả phụ là hai sao thiên về trí tuệ độ mạng. Càng lớn tuổi, kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy làm cha, rất tốt. Với trong chuyện tình duyên thì nam tuổi Nhâm Dần là người thú vị, vận khí tốt, là một người yêu ghét rõ ràng. Thái độ thì về tình duyên của nam tuổi Dần rất dũng mãnh, hệt như một chú hổ, tình cảm dành cho bạn một đời rất nồng nàn, biết lấy lòng khiến nhiều người ghen tị. Đôi khi thì giận dữ, nhưng chỉ cần lấy lòng một chút thì cơn giận sẽ tan biến rất nhanh. Nam Nhâm Dần là một trụ cột vững chãi và tin cậy của gia đình, luôn bảo vệ và vun đắp cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình. Thứ hai là sinh con trai trong năm 2022 là hợp với tuổi bố mẹ mệnh nào. Về theo tử vi học có nói thì việc xem tuổi sinh con hợp với mệnh và bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Và để xem xét những khía cạnh tương sinh, tương khắc về tuổi sinh con trai trong năm 2022, bạn có thể dựa vào một trong các yếu tố ngũ hành hợp như can chi hợp, địa chi và cụ thể như sau. Về theo ngũ hành hợp là trong ngũ hành thì mọi việc đều được tạo nên từ năm hành chính, đó là kim, mộc, thủy, thỏa, thổ. Với năm hành này thì có sự tác động qua lại lẫn nhau, đó là kim sinh thủy và thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa và hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Theo đó, sinh của con trai năm 2022 mang mệnh kim nên sẽ rất hợp với bố mẹ mang mệnh thủy và mệnh thổ. Còn thuộc về hành thổ thì theo ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim loại thì thường được hình thành trong trái đất nên ở đây kim rất thích hợp làm con của thổ, có nghĩa là cha mẹ mang tính hành thổ muốn sinh con trai Nhâm Dần là hợp nhất. Với các tuổi mệnh thổ thì hợp sinh con trai năm 2022 như tuổi Bính Thìn 1976, tuổi Đinh Tỵ 1977, tuổi Canh Ngọ 1990, tuổi Tân Mùi 1991, tuổi Mậu Dần 1998. Còn đối với hành kim thì kim là gặp kim sẽ tương tự nhau về tính cách cũng như là lối sống. Như vậy, cuộc sống của gia đình rất hòa hợp, tránh được những tranh cãi trong đời sống. Với các tuổi mệnh kim thì hợp sinh con trai Nhâm Thân 1992, các tuổi như Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, về Canh Thìn năm 2000, Tân Tỵ 2001, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971. Còn thuộc về hành thủy thì như kim sinh thủy ở trong ngũ hành là tương sinh, có ý nghĩa trời tạo mưa nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, bố mẹ hành thủy sinh con hành kim là rất tốt. Với các tuổi mệnh thủy là Bính Tý 1996, Nhâm Tuất 1982, Bính Ngọ 1996, Quý Hợi 1983, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975. Về theo thiên can hợp hay không thì có 10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Với tuổi Nhâm Dần có can Nhâm thì gặp thiên can hợp với Nhâm và Đinh. Can Nhâm là thiên về đối ngoại dương, can Đinh thiên về đối nội âm. Về âm dương nó hút nhau nên người có can Đinh sinh con trai Nhâm Dần là rất hòa hợp.
Với những tuổi can đinh là những tuổi có số cuối cùng trong năm là 7, ví như 1977 là đinh tỵ, 1997 là đinh sửu. Riêng với tuổi đinh mão, 1987 là mệnh hỏa nên không hợp sinh con nhâm dần. Ngoài ra thì thiên can canh tân mệnh kim sinh nhâm, có nghĩa là bố mẹ can canh tân vẫn thích hợp với sinh con nhâm dần. Với các tuổi là can canh 1970, đó là tuổi canh tuất, 1990 là tuổi canh ngọ, sinh năm 2000 là tuổi canh thìn. Riêng tuổi canh thân 1980 thì mệnh không hợp với con trai tuổi nhâm dần. Còn với các tuổi có can tân là 1961 là tân sửu, 1991 là tân mùi, 1971 là tân hợi. Riêng với tuổi tân dậu 1981 thì mệnh mộc không hợp để sinh con trai năm 2022. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.